Dịch COVID ở Việt Nam tạm lắng, nhiều người dân bắt đầu lơ là việc ngừa dịch. Một số cơ sở y tế thì lại chưa quyết liệt về những biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cộng đồng này đối với người dân đến bệnh viện. Ông Minh, một người dân đang chăm sóc thân nhân chữa bệnh, nhận xét. Bây giờ là chưa thoải mái, bất thường. Anh nghe nói là Việt Nam mình khống chế được cái bệnh rồi á, nên người ta cũng thả lỏng ra. Thời gian trước để vào khám bệnh, hàng loạt yêu cầu đặt ra, chứ không buông lỏng như hiện tại. Ông Minh nói tiếp. Có rửa tay, khai báo y tế, rồi đo thân nhiệt, thì tốt thì mới cho vô. Giờ thì gần như các yêu cầu về phòng ngừa dịch COVID ở môi trường khám chữa bệnh đó đã nới lỏng đi rất nhiều. Việc giữ khoảng cách trong chờ đợi khám bệnh hiện không còn nữa. Có người cũng lơ là việc đeo khẩu trang. Bà Duyên, một người đến khám bệnh kể rằng nhân viên y tế có nhắc nhở. Nhiều người ta nhắc nhở đó. Người ta bảo sao đeo khẩu trang vô. Những cô hộ lý cũng nhắc. Những người như là bác sĩ là cũng nhắc. Mà trong khi khám bệnh là phải đeo hết. Kể cả mà người bệnh nhân và người không bệnh nhân cũng đeo hết ấy. Chẳng có đi hàng ranh về người ta đi ngoài Nam á, thì có người đeo người không thôi. Quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện vẫn diễn ra bình thường, đến mức người ta không còn nhớ đến đại dịch đang hoành hành trên thế giới và Việt Nam. Rất nhiều người vẫn thờ ơ, không rửa tay, và khi được nhắc nhở thì mới đeo khẩu trang. Ông Minh nói rằng giờ thì tùy ý thức cá nhân thôi. Nếu mà mình cứ tốt thì cứ khẩu trang, rồi mình phòng cho chính mình trước, rồi đi tới những cái nơi đông người mình có cái tâm thì mình phòng cho người ta luôn. Cái này là chủ yếu là cá nhân là chính, cái xã hội, cộng đồng thì bây giờ người ta thả lỏng rồi. Khuyến cáo của ngành y tế là cần thiết mang khẩu trang hàng loạt để kiểm soát nguồn lây nhiễm. Bởi đây là giải pháp bổ sung hữu ích với chi phí thấp bên cạnh việc giữ khoảng cách xã hội và vệ sinh tay trong đại dịch COVID. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov.